Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tới hẹn lại lên, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Mitsuri trong phim Kimetsu no Yaiba cho các bạn xem nha. Trong tiếng Việt thì mọi người hay gọi nhân vật này là luyến trụ trong phim Thanh Gươm Diệt Quỷ đó các bạn. Như các bạn đã biết à, mình nhầm, nếu các bạn đã biết thì còn nói làm gì nữa ha ha. Như các bạn chưa biết, cho những bạn chưa biết thì Mitsuri rất vui vẻ, tình cảm, dịu dàng và tốt bụng. Cô luôn khen ngợi và ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng mỗi lần như thế má cô sẽ phiếm hồng và không ngừng đổ mồ hôi. Trong mắt cô, các trụ cột và những kiếm sĩ khác đều rất ngầu, dễ thương. Ngoài ra, Mitsuri có cơ thể rất đặc biệt, cô sở hữu lượng cơ gấp 8 lần so với người bình thường. Chính vì vậy, khi còn nhỏ, cô đã có thể nâng được một tảng đá 15 kg. Không những thế, Mitsuri còn có thể ăn rất nhiều, gấp 3 lần so với bữa ăn của các võ sĩ sumo. Đó là một số thông tin cơ bản mà mình đem đến cho các bạn về nhân vật này nha. Ok, còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ.
Ok, như vậy là mình đã hoàn thành nhân vật Mitsuri rồi đó, nhìn có nhức nách chút nào không các bạn? Như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ để link các video khác ở phần mô tả cho bạn nào muốn xem tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.